Nhạc vô không ta? Lời đầu tiên mảnh ghép yêu thương gửi lời chào trân trọng đến quý vị và các bạn thân mến. Dạ chương trình chào chị. Dạ chào cậu. Rồi bây giờ chị có thể chào khán giả ha, cũng như là chị cho mọi người biết về nhân thân của mình ha. Trước tiên xin chào khán giả, chào chương trình và cộng đồng mạng trên ngoài nước và trong nước. Tôi Trần Thị Hồng, năm nay 63 tuổi, đến từ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đến đây nhờ chương trình Mảnh ghép yêu thương tìm lại nửa đời còn lại. 63 tuổi. Kêu bằng cô hay bằng chị? Chị thì cho trẻ. Chị cho trẻ ha. Chứ ngoài người ta không có nói 60, ta nói ta nói 60 không à. Chị gì ta? Quên rồi. Trần Thị Hồng, chị tên Kim Hồng. Kim Hồng, chị Hồng mấy tuổi? Chị 63 tuổi. Em trời, giờ em quên quá. Nhiều quá, đầu em nhức quên. Đúng rồi, quá nhiều. Chị Hồng 63 tuổi đến từ quận Bình Tân. Tân Phú. Quận Tân Phú. Hiện nay ở Tân Phú mình làm nghề gì chị? Chị trước nay là chị nghề nấu nướng, nấu ăn cho công chức, nhiều khi đám tiệc hay là... Nấu phụ bếp nhà hàng. 13 năm chồng chết rồi cứ liên tục đi làm gì đó. Từ lúc chồng chết tới nay là chị ở vậy luôn? Tại vì lúc chồng mất thì con còn nhỏ, hai thằng trai còn nhỏ, thằng lớn có vợ, thằng nhỏ thì đang học, con mình cũng làm việc, chồng cũng cán bộ. Thành ra gia đình lúc đó mà ăn nuôi tôm cũng hơi thất bại, thành ra cứ chăm chỉ đi làm, nặng lo cho con. Rồi khi cưới vợ con giờ năm nay, cưới vợ được 6 năm rồi, con trai út nay cũng 40 rồi. Gia đình thì nó đúng là tạm ổn hết, mình không bằng ai nhưng mà cuộc sống dòm lên, dòm xuống thì sống cũng ổn. Rồi nó đúng là chị không nghĩ tới đâu, thấy có chương trình hay để thấy thôi thì mình cũng đánh cờ phen duyên nợ mình có còn không. Hay ở chỗ nào chị Hồng? Hay cái chỗ là nói chuyện, là cậu nói chuyện là chị rất tinh ý, những câu nó cũng rất là có ý nghĩa. Cái chương trình này làm cho cái giới phụ nữ được cũng có cái quyền lợi, chứ trước kia giờ có muốn kết duyên với ai thì không tự tin, muốn người đó biết người đó có tốt hay không. Nhưng cái chương trình này dù gì đi nữa nó cũng được nhiều phần trăm tin tưởng. Thành ra từ chỗ đó mà chị đến đây để tham gia chương trình. Rồi hiện nay chị Hồng ở trên quận Tân Phú. Ở đó là chị chỗ nơi nhờ nhà em họ là chị vẫn tiếp tục làm, vẫn làm. Còn chị hồi ngày hôm qua là bữa hổm chị hẹn 21 là tại vì với cuốn cơm chồng. Bữa 20 rồi. Trực sáng 21 tính lên đây là điện cậu đó là sáng 21 lên trực ông già ông mất. Thành chị ở lại, chị cũng nấu đám cho em, ở lại đám em, ông già thường ở với nhỏ em. Ba chị cũng mới vừa ba mất. Chị là em, chị chỉ có hai chị em mà em chị mất. Rồi ở với ông già, ông dâu nó ngày cũng nuôi chu đáo lắm. Chị tuy rằng chị không nuôi nhưng mà chị cũng hỗ trợ động viên cho em cho nó làm. Rồi giờ xong xuôi hết trơn thì là ngày qua là chôn cất xong rồi chị mới bữa nay lên đây. Rồi chồng. Bây giờ chương trình tụi em bất kể người nào cũng vậy, cũng phải có cái điều lệ để hỏi. Chị có, chị Hồng có quyền chấp nhận và không chấp nhận ha. Dạ. Thì chị Hồng này, chị có cho phép mảnh ghép yêu thương sử dụng hình ảnh của chị đăng lên mạng xã hội hay không? Trước khi đến đây là chị đã tham khảo hiểu chương trình mới quyết định, chị đồng ý mà. Dạ. Mọi khiếu nại của gia đình cũng như con chị và bản thân chị, chị hoàn toàn chịu trách nhiệm. Sau này kêu gỡ là không gỡ được. Đúng. Chị hoàn toàn chịu trách nhiệm lời nói của mình trước pháp luật. Đúng. Rồi hôm nay chị Hồng nè, chị muốn mảnh ghép yêu thương giúp gì cho chị? Chị muốn mảnh ghép yêu thương giúp cho chị một người cũng như là gọi là để mà sau này là mình làm bạn tuổi già. Chứ nhiều khi chị nghĩ con chăm không bằng chồng con bởi vì cũng trai mà không có gái. Chăm dâu, chăm vợ, chăm con đó rồi biết có hay không. Rồi bên chồng, mấy đứa em chồng cũng động viên bà chồng. Đợt này về cũng cơm đó má, con tái giá, ba nó thì còn được thì tái giá đi. Thì thấy cái động lực này lên cái
Coi chị còn duyên không? Nhắm chị... nếu không được thì chị ở luôn. Còn mà không thấy chị còn đẹp mà. Sáng còn 3 tuổi nếu mà còn á thì nhiều khi chị chọn người nhầm người thì nói là chị hơi khó. Mới ở tới giờ này không phải không khó, mình phụ nữ mình cũng phải có cái quyền lợi và có cái tiêu chuẩn. Chứ không phải ai mình cũng thương được. Đúng rồi. Nếu đúng ra không phải mảnh ghép này mà nếu xã hội thì chị rất quen rất nhiều, nhưng mà chị thấy nó có nhiều cái không phù hợp. Không đặt lòng tin. Chứ không phải nó là không có. Thành ra chị muốn mảnh ghép này ghép cho chị một người đàn ông cũng như là đặc biệt là không dính mặn con cái. Đặc biệt là tư riêng. Nếu mà được kiếm người chết vợ thì càng tốt, mà thôi vợ thì nhiều cái hoàn cảnh. Chứ mình cũng không có thể, là đúng là chị rất là thành kiến về người thôi vợ. Nhưng mà kiếm một người cũng như là chị năm nay 63 bằng tuổi chị hay hoặc 67, 68 trả lợi. Còn nếu mà 70 thì phải có sức khỏe. Còn nó về mà bệnh tật mà nuôi thì điều đó chị không có. Chị không có thể ưng gì được. Tại đúng vì rồi. Chị là rất là ok. Không huyết áp, không tim mạch, không bệnh gì hết trơn. Mà chị năm nay thì chị biết như đau lưng, mỗi lưng lớn tuổi rồi. Là gì? Chị là xuyên suốt là chị là dân nông dân Bạc Liêu, là nuôi tôm bằng ruộng bằng rẫy, bất cứ chuyện gì cũng được, mà thợ may luôn. Bây giờ chồng chết cứ quay qua đi nấu nướng, là chị nghĩ rằng là chị rất là tự tin, là chị không thua người đàn bà nào hết, từ trong tới ngoài, từ ngoài ruộng tới thành. Thành ra chị nghĩ nó chị mà không có thì chị vẫn sống ổn, nhưng mà mình muốn kiếm người bạn để chia sẻ là khi tuổi già cần là cần người, dụ như nhưng nhất định là phải có một cái nhà, không nhỏ to gì, không cần biết, phải có cái nhà. Rồi là phải bảo đảm cho chị là ăn uống này kia, chứ đừng có nói góp gạo, nấu cơm là điều đó chị không đồng ý. Mặc dù chị có tiền, có của. Chị nói thật, chị đi làm là phải có dư rồi. Không bằng người ta nhưng vẫn có, đó là trách nhiệm người đàn ông. Tại vì hồi xưa còn trẻ thì người ta cưới hỏi, để đi xin lễ, nhưng mà già thì trẻ còn ai nấy lo, còn bây giờ già. Người phụ nữ lúc nào về ở với người chồng lớn tuổi luôn luôn, lúc nào mình cũng phục vụ, lo lắng, chăm sóc cho người đàn ông. Thì mình chị nó trải lòng hết. Chị lo từ A tới Z tới ngày, ví dụ như sống, ví dụ như mình lớn tuổi chị chết trước thì không nói gì. Còn ví dụ như ảnh chết trước thì con cái ta làm gì, ta ở tư riêng ta có con cái. Rồi chị biết xách gói về đâu. Mình đã có chồng rồi thì mình thấy mình mất cái phần, cái tình thương cũng vài phần trăm, với cái lòng tin tưởng với nể phục con hết mấy phần này. Thì chị không thể nào về nhà được. Thành ra nếu khi chị ưng người đó, chị sẽ toàn tâm toàn ý. Chị lo thì người đó phải có trách nhiệm bảo đảm cuộc sống, ăn uống thôi. Chị không phải bắt chị chu cấp cho chị bao nhiêu tiền thì chị tiền bạc là điều đó chị không đòi hỏi, nhưng mà phải lo cuộc sống ăn uống. Thì chị có qua có lợi mà, chị thì chị sẽ lo lại chăm sóc từ tới ngày mà mình tuổi già thôi. Chị yêu cầu có bao nhiêu. Rồi mà người đó thì cũng làm, không biết nếu mà đã chấp nhận kiếm thêm một người nữa thì phải có cuộc sống bảo đảm cho người phụ nữ. Còn nếu mà điều kiện đó không được thì thôi, chị không đòi hỏi nữa. Chị cũng không nói là góp gạo nấu cơm, hay là chỉ cần người đạo đức. Đạo đức con người ta nhiều khi không đạo đức. Về ở với mình, cái người xấu mà ta ở với người tốt thì người ta vẫn tốt. Chứ mình đâu có bắt buộc người ta hoàn toàn là đạo đức hết đâu. Mình cũng không, chính mình cũng chưa hoàn mỹ thì mình đừng buộc người ta phải hoàn mỹ. Chỉ cần là người biết chia sẻ, biết thông cảm, biết là có tình người, như vậy là quý rồi. Nhưng mà cao bằng chị chứ lên đừng lụn nha. Chị đó giờ lụn hơn là chị không chịu à. Chị cao nhiêu? Chị cao 1m65 trở lên. Nặng 64kg hoặc 65. Sức khỏe thì ok. Chị còn nói đặt vấn đề khó nữa. Khi mà dụ như người 70 tuổi trở lại 68, 69 là khi mà tìm hiểu rồi cũng phải khám sức khỏe đâu đó đàng hoàng. Chứ đừng có về bắt chị nuôi cũng tội nghiệp cho chị. Phụ nữ là đã cực khổ quá nhiều rồi. Vì chồng, vì con là suốt mấy chục năm trời chị đã cực rồi. Khi chồng mất rồi, cái hồi đó chồng làm việc, con đi làm việc, rồi thằng một ứa đi nghĩa vụ. Chị bao từ A tới Z, từ ruộng, giường gãy rồi. Chị rất là cực, đặt ruộng mấy chục năm trời nữa đem. Khi chồng mất rồi chị buồn rồi, chị đi ra thành chị làm luôn. Đầu tiên là đi ra cái lên thành phố, không biết thành phố là gì, nhưng ta tiễn vô làm phụ bếp nhà hàng ở quận 11 á. Suốt mấy năm rồi từ từ chị nấu ăn cho công ty Hàn Quốc gì. Chị siêng làm lắm, nó hẳn là mình đi làm là người ta thích mình, là mình chăm chỉ, mình gọn gàng sạch sẽ. Rồi chị cũng nghĩ kiếm người đàn ông cũng, mình không gọi là hoàn mỹ, nhưng mà phải cũng có lịch lãm chút, sạch sẽ, đẹp không cần đẹp, dễ nhìn được thôi, nhưng mà cao ráo một tí cho nó xứng với chị, để đi đổ đũa trên lọt thì coi nó kỳ kỳ. Đó là chị chỉ yêu cầu nhầm tờ chết tâm nguyện của chị là bao nhiêu thôi. Thưa chị Hồng nè,
Chị có chấm được cái anh nào trên những cái video đó chưa? Chị thấy rất nhiều nhưng mà chị không có chấm ai hết, nhưng mà chị nghĩ người phụ nữ đàn ông nếu thích, nếu chị lên như gì, anh nào thích chị thì chấm chị. Của chị có mình cũng phải tìm hiểu hòa hợp. Chị nói là khi đến với nhau là cũng phải tìm hiểu, tại vì từ 5 tháng, 6 tháng hoặc 1 năm chứ chị không có vội vàng. Có thể là chấp nhận tìm hiểu nhau 2 năm cũng được. Bởi vì mình tìm là tìm mảnh ghép để nửa đời về sau làm bạn, chứ không phải là còn trẻ mà gấp gáp để mà đến với nhau. Suy nghĩ của chị cũng chín chắn, cũng đúng. Nhưng mà cái mảnh ghép này nó cũng kiếm hơi hơi khó một xíu. Đúng, tiêu chuẩn của chị thì chị thấy là tuy rằng là thấy đơn giản nhưng mà nó cũng có hơi khó. Tại vì chị nghĩ rằng là người phụ nữ luôn lúc nào về á, khi đến với người đó thì phải mình phải lo, mình là người đàn phụ nữ luôn lúc nào cũng lo cho người đàn ông á nha. Chứ người đàn ông là không có chăm sóc người phụ nữ nhiều đâu. Chị nghĩ là đó là quy luật của loài người, là mình là gì? Phụ nữ là phải là phục vụ cho chồng, lo từ quần áo, cơm nước, áo quần, từ phẩm chí lo tới giày dép, rồi chăm sóc sức khỏe, ăn uống, phải nói là từ A tới Z. Như vậy thì cũng phải bù đắp lại cho chị, là lo cho chị ăn uống 3 ngày, nuôi chị ngày 3 bữa, cho dụ như chị mất thì thôi, trước thì không nói gì, lớn tuổi già lại thì chị cũng có căn nhà nhỏ nhỏ hay là gì cũng dở, chứ chị biết khi anh mất rồi chị biết cũng có đi đâu. Còn cái chuyện nhà trọ thì đâu chị miễn bàn, chị không nói tới vụ đó được. Bây giờ chị chưa từng ở nhà trọ, chị đi làm chứ ở chỗ nào cũng đều bố trí cho chị ở ăn ở đâu đó đàng hoàng. Chị chưa từng ở nhà trọ hay là nhà khách sạn gì, chứ có nói thật điều đó là chị không thích. Đến với nhau là đến nhau chăm sóc tuổi già, chứ không phải trái tim vàng mà đít liều chanh là điều đó không được. Rồi ai chăm sóc ai đây khi khổ, không có tiền, không có chút đỉnh gì để hậu thân thì không bao giờ có hạnh phúc. Mặc dầu tiền là phù du nhưng mà không có tiền thì không sống được với xã hội này. Chị thấy vậy, chị nói vậy em thấy có đúng không? Nó đúng quá thì đúng là khó, đúng là tiêu chuẩn là vậy. Cái tiêu chuẩn của chị đưa ra thì nó cũng có gì quá đáng, nó cũng chính đáng thôi, nhưng mà với cái tuổi tác của mình á thì nó sẽ hơi khó kiếm, chứ không phải, nó không phải là như lúc trẻ. Lúc trẻ thì mình còn có thời gian đó, rồi mình còn có một cái sự tìm hiểu lâu dài. Còn cái tuổi đã bước qua 60 rồi, 63 tuổi rồi, nó không còn tính bằng, nó không còn tính bằng thời gian dài nữa, bằng năm hay là bằng gì, mà nó hầu như là cứ ngày qua ngày nó rất là nhanh chóng. Nên thành ra cái sự tìm kiếm của chị á, nó sẽ rất là khó, mà nó cũng sẽ, chương trình cũng sẽ rất là khó xử để tìm cái mảnh ghép cho chị. Chị nói đó là nói cái kiểu như để tìm hiểu cái thời gian lâu dài là chị thả rộng thời gian, chứ không phải là nó cái nhiều khi hợp nhau 2 3 tháng mà mình tìm hiểu giữa gia đình hai bên hoặc là như thế nào thì cái đó là ta gọi là tình yêu bất chấp. Mà nhiều khi đến trễ mà chậm là chắc, chị nghĩ chậm là chắc hơn, chứ đừng có vội vàng quá rồi Chị biết sau này mình hối sao hận rồi mang tiếng. Bởi vì chị không? ở Với tới cái năm nay tuổi 14 năm rồi, chị chưa từng mang tiếng thì chị không muốn như cái tuổi chị lỡ vợ. 63, chị chọn cái anh từ 68 hoặc 70 trở lại. Nhưng mà mấy người đó Nhưng thì phải mà cũng chị ổn có định, sức nghĩ khỏe phải hơi chút ổn định. những cái tuổi đó thì chị biết rồi, không có Cái gọi đó là mình nói là về kiếm, mà sau cái thôi. người mà thật sự ổn định về sức khỏe ở tuổi đó cũng rất là hiếm, không bệnh này cũng bệnh khác, không bị cái này cũng bị cái khác đó. Rồi chưa tính cái vấn đề làm ăn, nó kinh tế mà tuổi này rồi còn làm gì nữa. Chỉ là nhờ, một là nhờ tiền hưu, hai là nhờ sống bằng tiền con cháu, hay là khi trước có làm ra được cái gì đó thì hiếm có những cái chú hay cái anh đó có được cái dãy nhà trọ cho thuê hay là mặt bằng cho mướn, thì nó có một cái thu nhập ổn định để lo cho cái người người yêu của mình. Còn như mà chị muốn mà, hoặc là góp gạo thổi cơm chung thì nó còn có thể là nó dễ dễ chút. Còn này chị muốn là phải có cái nhà rồi
nào là lo phải cơm ngày 2-3 bữa thôi, đều phải lo cơm cho ngày 2-3 bữa, nhưng mà không phải đơn giản là lo cơm hay ngày 2-3 bữa, nó còn đủ thứ kéo theo cái vấn đề cơm nước gạo tiền trong đó nữa, đúng không? Rồi với cái vóc dáng của chị nè, với cái thần thái của chị như vậy thì không có đơn giản là một ngày 3 bữa cơm, đúng không? Sạch là nửa chén cơm mà. Chị là một người phụ nữ rất tân thời, bận đồ rất là modern. À, rồi chị nói đúng ra là chị lại ở quê cách thiệt, nhưng mà trang... là từ hồi thọ gái tới giờ là vậy đó. Rồi thử hỏi cái anh nào mà đáp ứng được cái điều kiện của chị đây? Chị trả lời giúp em đi rồi em kiếm. Ha. Cháu nói hết, chị cho chị xin phép chị nói. Chị nguyện vọng và tâm nguyện của chị nếu được thì chị ấy, còn không được thì chị ở vậy. Chứ chị không thì giờ biết sao vợ? Chị không cần phải bắt em hay hoặc chương trình là phải tìm kiếm cho chị. Bây giờ chương trình là em cứ để cái lịch sử hay là cái hồ sơ của chị. 2 năm, 3 năm mà có ai mà còn lặp lại thì vụ án sẽ làm lại của mình. À, đúng rồi. Chị không vội. Đúng rồi. Thì còn từ từ cái gì nó mới từ đó, từ. Chị không cần vội. Nó phải có, nhưng mà tại vì không chị, sao. Bây giờ chị nói đúng ra bây giờ nếu mà chấp nhận ông đó là tỷ phú đi nữa mà cưới chị về liền cũng không được, bởi vì công việc chị đang làm chị hứa chị không bỏ được. Lương thu nhập chị một tháng cũng 8-9 triệu. Đó, chị vẫn còn thu nhập mà chị bằng vậy là em biết rồi. Chị trước kia chị đi làm là bằng 2 bạc trắng, chị giao cho con trai chị hết, con trai gái không đổi mà. Chị đi làm chị nói là hồi đó chị rất là ở với chồng chị, cho nên nếu không có người đàn ông chị sẽ giàu. Còn ở với mấy ông xài xí tù lu chân tôi không có dư. Nhưng mà khiến sao ông xã chị mất rồi là chị giao bên chồng con cái đâu đó chị. Chị xuất thân ra chị đi làm bằng 2 bàn tay trắng, chỉ có bán có đôi bông mấy trăm ngàn mà chị đi lên thành phố, chị nói là chị đi ở đợ, nhưng mà không biết sao mà đi cũng mấy chị em tiễn chị qua phủ giúp nhà ở quận 11 á, ngay ba lên đại hành á. Lương là lúc đó là người ta giùm, người ta đi giúp việc có 1,5 triệu mà chị làm được cái tháng 2,2 triệu. Rồi từ từ cái chị làm xong cái tiễn qua sao về cái Bạc Liêu, cái tiễn qua công ty Hàn Quốc. Ông tiễn đâu đã đời cái nhỏ đó tên đăng ký biết lâu, cái điện về cái tiễn chị vô chị làm cho công ty Hàn Quốc cũng gần 2 năm ở Bạc Liêu. Rồi bắt đầu chị đi nấu cho quán nhậu, rồi quán ăn, phụ bếp nhà hàng, rồi sau này cái chị nấu cho công chức. Đó, hiện giờ chị cũng vẫn nấu cho công chức. Về Cần Thơ chị nấu 2 năm trời cho bác sĩ điều dưỡng gần bệnh viện 121. Chị chỉ nấu vậy thôi, vậy là chị Hồng chị ở Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cũng lâu rồi. Đường chế Lăng Viên chị làm à. Chị có thường đi chơi không? Có không, nó hẳn là cái chế, vòng vòng chế Lăng Viên mà chị chỉ biết đi chợ Xuân Kỳ rồi về, chứ chị nó hẳn là chị không có đi chơi, chị không thích đi chơi. Nói em nghe nè, Suối Tiên, Đầm Sen, Sài Gòn biết chưa, gần chưa từng đi Vũng Tàu chứ chừng đi chơi đâu chứ. Chị rất là ham làm, lo chăm chỉ làm gì, chị sợ kiếm nghèo. Tiền thôi ha, chị sợ nghèo lắm, chị nó hẳn là chị rất sợ nghèo. Ở với cha mẹ hồi đó sung sướng không làm động tay, tới chừng có chồng cũng chăm chỉ về kinh tế nông dân mà làm ruộng, làm gãy thùng suốt vườn táo cây. Chị làm, chị cứ qua nuôi tôm, chị hơi thất bại, rồi chồng mất, chị buồn, chị mới đi làm. Chứ đúng là anh trai nó không có cho đi làm, vẫn nuôi mẹ được, vẫn làm được. Nhưng chị thấy chị còn bằng được, chị không muốn gánh nặng cho con. Mình làm thì con nó đỡ gánh nặng. Thương con, nó nghe con chị lo. Nó hẳn là đó giờ chị lo cho con chị chứ. Con chị không có lo cho chị, không phải tại vì mình có tiền nó mới không lo, nhưng mà nó bỏ. Nhưng mà chị phụ nữ chứ chị kiên trì lắm. Mà cái gì là phải làm cho được. Chị tự hào là cái chỗ là chị bất cứ chuyện gì chị cũng bằng được. Rồi bây giờ là chị suy nghĩ kỹ để chị quyết định chọn, hay là chị nhờ mảnh ghép yêu thương giúp chị? Chị nhờ mảnh ghép chứ chị đúng là đàn ông rất nhiều, nhưng chị không chọn, thà để người ta chọn mình thấy mình có chút giá trị hơn, giá trị. Chứ chị không chọn ai hết. Đúng rồi, mình chọn người ta, ta không mình biết chọn người ta mà người ta có chọn mình hay không. Thành ra chị nhờ mình đến đây là tất nhiên chị đặt lòng tin, chị nhờ mình ghép. Em thấy chị gì kiếm người nào phù hợp mà em ghép. Vậy thôi. Rồi cái tiêu chuẩn của chị là gì đó. Rồi. Cho chị xin nói câu nữa nha. Chị nói một cái này nữa thôi chị. Rồi chị. Bây giờ em suy nghĩ đi. Ví dụ như mình có một người cha, người mẹ mà già yếu, con cái lo đi bận đi làm, không nuôi được. Một lần bây giờ thời buổi thành phố này là phải mướn con xin này, phải mướn người nuôi vậy. Có thể nếu mướn người nuôi cũng phải trả tiền công ta, tháng bèo nhất cũng phải 7 triệu. Mà tại sao mà kiếm người đàn ông, nó muốn kiếm thêm con làm cái. Là mà mình mà kiếm thêm cho cha mình một người bạn mà chỉ nuôi qua bữa cơm, có quyền lợi về cuối đời người ta lo hết. Còn yên tâm hơn là mướn người làm.
Như vậy chị cũng nghĩ là quyền lợi phụ nữ mình là phải có cái đó, chị phải so sánh. Mà chẳng những là mà không trả tiền, ta lo săn sóc mình chỉ hưởng cuối đời thôi, mà còn làm ấm giường nữa, còn cái này oxygen là trả tiền nè, mà không được sơ xuất người ta được cái gì hết. Thành ra chị so sánh cái đó, chị mới đặt ra cái mục tiêu này. Em thấy chị nói chị có đúng không? Chị có đúng một cái ý nghĩ cũng rất là hay. Đúng đó, đó là cái phụ nữ luôn luôn, lúc nào mình cũng bị gì mình cũng như là mình về cũng giống như là mình phải dành quyền lợi phụ nữ chứ. Nghĩ là giống như là một người oxygen không đồng. Đúng rồi. Nhưng mà lại là... Mà tại sao nè chị Hồng nè, tại sao mình lại có cái tư tưởng đó? Khi mà mình đi tìm cái mảnh ghép yêu thương, một cái tình thương yêu cho cái quãng đời còn lại của mình, mà tại sao mình lại có cái tư tưởng là làm ô sin không đồng? Không phải, chị không có nói là ô sin không đồng, mà chị chỉ so sánh. So sánh ví dụ như là cái chị người so sánh như nói, vậy nó có khập khiễng. Hoặc là coi nó nói nó giờ bởi vì đã là chấp nhận cưới về, chỉ lo cơm ngày ba bữa, rồi khi cuối đời chỉ đâu hỏi nhà cao cửa rộng, nhưng cũng phải có một cái miếng để dừng chân để nghỉ ngơi. Như vậy thì cũng đâu có gọi là thiệt thòi cho bên kia. Ví dụ như già yếu mà không kiếm người được cũng phải mướn người nuôi, bây giờ người ta mướn người nuôi đó. Chị Hồng biết sao không? Có nhiều cái nó không sợ hẳn. Là chị hậu sự sợ không, người ta không bì sao đâu à. Nó không có hẳn giống như cái sự suy nghĩ của mình. Đúng đó, là suy nghĩ chị trong vậy thôi. Cái tình thương yêu á, khi nó đạt đến cái đỉnh điểm thì nó không có còn một cái sự so sánh khập khiễng nào trong đó hết. Có nghĩa là mình đến với nhau, giúp đỡ nhau để mà tạo một cái hạnh phúc, để mình nắm tay nhau đi đến cuối cái con đường còn lại. Nếu mà một trong hai người có một cái sự so sánh khập khiễng trong đó thì hạnh phúc sẽ tan vỡ ngay. Và nó không như mơ, nó không như mình nghĩ. Rồi hôm nay chị đem cái sự so sánh nó quá sức, là cái kiểu như là không thể để áp dụng vào trong cái mảnh ghép yêu thương được. Chị biết nói ra không áp dụng, mà đó là cái ví dụ của chị, cũng như là mình nói thôi. Mình, chứ nếu mà đã, chị đã nghĩ chấp nhận vậy, ở với nhau và tình thương, chị nói là nói vậy, nhưng mà khi chấp nhận là tình thương là nó thì đương nhiên bây giờ chị có nghĩ là chị có nghĩ là cái anh đó khi một khi thương chị ha, nước chị về ở thì đương nhiên người ta phải có trách nhiệm với chị, không cần chị phải nói những cái chuyện đó ra. Chị có nghĩ vậy không? Rồi chị đem cái không, chuyện đó so sánh. Chị sợ anh nó nói, mà chị sợ nhiều khi con cái đồ nó này nó nọ. Sao bà đòi hỏi nhiều quá, đòi hỏi phải lo ăn cho ba ăn, rồi đòi hỏi ba phải có cái nhà. Nhưng mà thật sự là chồi chanh, không phải nói là cái gì cái nhà nhỏ hay là cái gì cũng phải có cái chỗ nghỉ ngơi dừng chân. Bây giờ chị Hồng nè, lo lắng. Em thì chương trình tụi em nói rất là sòng phẳng. Đúng. Kể cả phụ nam, kể cả phụ nữ, bên nào đúng thì em phải nói lẽ phải. Em nói vậy thì chị biết rằng là nói cái đó là chị nói hơi quá. Rồi bây giờ thí dụ chị ví dụ thì thôi, chị nói thật sự là thương rồi, chị không nghĩ chuyện đó đâu. Em biết. Thí dụ như chị nói con thương là toàn tâm toàn ý. Con của người ta nói. Thì bây giờ đặt cho chị cũng đặt cho bây giờ em có câu em nói là chị cứ trải lòng, chị nghe trong trong mạng em chị rồi, cứ trải lòng. Lòng cái chương trình nào cũng trải lòng, chị trải lòng là cái ý nghĩ, là gọi là ý nghĩ khi tình huống khó chị sẽ trả lời những câu đó là tình huống khó. Như tuy rằng anh ở là dụ như cái người đàn ông đó người ta ở nên, nhưng mà nhiều khi cái con cái ta ở riêng người ta cũng có nhiều câu người ta nói vô, đó là tình huống khó, chị phải ví dụ câu đó. Chứ thật sự đã chấp nhận thương rồi thì phải đùng bập nhau thương. Chị không dám hứa tự tin một khi chị chấp nhận người đàn thì ông đó. Đâu ai đến người nhau. Đàn ông đó là chị sẽ lo từ A tới Z, lo cho chồng con, bởi vì chị ở với chồng chị là 30 tháng, 30 năm, 4 tháng 8 ngày, chưa bao giờ gầy lộn. Lo cho chồng tới ông già chồng, bà chồng nói đó, lo nó ghét nó hư, nhưng mình đã chồng mình thương mình phải lo. Đi ra mà cái áo mà nhăn là không đồng ý, cái đôi dép mà bà sạch dê là phải rửa sạch sẽ. Chị phục vụ chị không hề tạm như cái tánh chị thích xe lỡ xỉn về là xe chị ngồi chị rửa chị mới dẫn vô nhà. Là lo cháo lao nước nôi, sợ nằm võng sợ chết nữa chứ. Lo tới ông già chồng bà chồng nói lo dĩ nó hư, nhưng mà mình làm vợ mà cái những cử chỉ đó là cái tình thương mình đối với người chồng, mà người chồng người ta nghĩ gì người ta mới thương vợ con đó là gì. Chị nói thiệt, nó không phải nói chứ, nếu mà người nào chấp nhận chị là người đó có phước, bởi vì chị là toàn tâm toàn ý, rất là ngưỡng mộ. Không bao giờ so sánh nữa. Làm người đàn ông là sao ông không tiếp thương nào mà không có đâu. Chị bao bọc hết trơn, là nhiều khi chồng chị hư không biết nấu nồi cơm đó, ở với vợ 30 năm không biết nấu nồi cơm, biết cái này con cái không gì, chị đều bao bọc hết. Tại vì chị thích lo cho chồng cho con, lo từ miếng ăn giấc ngủ hay là lo từ cái áo cái quần, đó là cái tính bản tính của chị là gì.
là chỉ gắt thôi, mặc dù nữa đi em nhớ sực lại cái vụ cái đó là đôi dép ra ngày mai á, ổng đi hội đi họp mà đôi dép là đôi giày đó không được sạch, chị ngồi vậy thì chị lao liền chuẩn bị gia đình đâu đó đàng hoàng cho chồng con đi. Chị cũng không hiểu sao cái bản tính của chị là nó đã gì rồi, đã ngấm như cái sự săn sóc nó đã ngấm vào máu rồi. Chị chịu cực khổ rất là hay mà lo lắng là gì, nói thì mình nói vậy nhưng mà khi thương rồi cái gì cũng nó cũng dễ hết, nhưng mà tiêu chuẩn mình phải nói trước, nói cho nó dễ, nói khó nhưng mà sau này dễ là mới có hạnh phúc. Chứ đừng nói tôi lớn lớn tôi cần không cần này còn phải cần, cái trên xã hội này cái gì cũng phải cần, nhưng mà cần nhẹ cần nặng thôi, sống là phải có cân bằng nhau, nói chuyện thì cũng phải hòa hòa quyện hòa tốn từ tốn, chứ đừng nên nói lỗ mãn. Mình là người đàn bà nếu mình không nói lỗ mãn thì đừng ông không bao giờ ta nặng lời mình, là tùy tình huống khó xử thì mình cũng phải sống hòa đồng và hiểu với nhau. Rồi như mình cũng phải là mở lòng, cũng tánh chị là cái gì mà nói rồi bỏ chứ chị không không thích để cố chấp. Đã là vợ chồng thì không có chấp người đầu áp chân gối với mình là suốt cả quãng đời tới cuối đời thì mình không có nên để trong lòng. Nếu chấp nhận người đó có lỗi thì nhận lỗi, thì là biết mình sai thì sống được thôi. Chị thấy khó nhưng mà biết là không khó. Nhưng mà tiêu chuẩn chị đặt ra thì phải chính xác, nói chuyện đâu đó. Một là một chứ không thể một là hai được. Rồi. Nãy giờ chị em mình tâm sự cũng nhiều rồi ha, trải lòng cũng hết rồi ha. Nhiều, chị cũng nóng ruột về nhà. Thì chị muốn mình ghép yêu thương tìm giúp giùm chị. Đúng. Thì mình ghép yêu thương sẽ cố gắng giúp chị. Và cũng chân thành cảm ơn chị Hồng đã vượt đường xá xa xôi trong khi ở nhà mình còn những cái chuyện buồn nữa. Để đến vì với chương chị trình. Chị hứa chị điện em mấy lần rồi. Rồi chương trình ghi nhận và rất được. Là cảm ơn chị. Và chúc chị sớm ngày đạt được như cái sơ nguyện của mình. Nếu không được thì ở vậy ở giá. Không được thì ở vậy đi chơi. Có vậy gì không? Mà cũng vô duyên á đó. Có gì đâu. Hồi đó giờ mình ở vậy được thì nếu mà đúng không rồi, được không thì sao. Cũng như vậy. Đây gọi là một cuộc phiêu lưu mà mạo hiểm. Thì đó. Phải không? Phiêu lưu mạo hiểm. Mà biết đâu mình lên mình nói thật. Mình sống thật, mình nói thật. Đúng không? Lại gặp được người thật. Thường thường người ta nói là mình thật lòng thì ưa mất lòng. Đúng rồi, cái lời mà thà nói trước cái lời nói phải á thì nó ưa bị trái tai. Chị hỏi em, chị nói hồi nãy giờ em thấy có gì mà chị gọi là khó khăn không? Nhưng mình phải đặt cái tiêu phụ nữ phải đặt có cái tiêu chuẩn đâu đó cho nó rõ, thà mình nói hết trải lòng hết đi. Rồi. Sau này nó tôi có nói mà tại hồi đó tại sao không nói rồi bây giờ vậy? Thà chị trải lòng hết. Rồi, bây giờ chị em mình kết thúc ha. Bây giờ chị chào quý vị khán giả. Rồi, cuối xin chào khán giả, xin chào chương trình. Mong rằng mảnh ghép yêu thương này tạo cho tôi được cái duyên. Nếu có duyên thì tôi sẽ đến chương trình này nữa. Và tôi chúc những mảnh đời cô đơn gặp được những cái tình duyên mỹ mãn. Đó là gì, hạnh phúc của phụ nữ là cuối đời. Rồi, thôi chị cũng chị. Chào Minh Hoàng, chúc vợ chồng Minh Hoàng là được hạnh phúc trăm năm, màn ăn phát đạt, cái gì cũng màn ăn cái gì cũng tiến cũng thành hết. Rồi cảm ơn chị rất nhiều. Rồi kết thúc chương trình mảnh ghép yêu thương, cầu chúc quý vị và các bạn có một ngày thật nhiều sức khỏe, niềm vui và thành công trong cuộc sống. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.